Chào mừng các bạn đến với kênh Triệu Hoàng Tú Official. Trong video ngày hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn thông tin địa lý thú vị, đó là vì sao nước biển Thái Bình Dương và Đại Tây Dương lại tách làm đôi. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khi nhìn vào bản đồ, nhiều người có thể cho rằng các vùng biển là một khối thống nhất. Chúng chỉ được phân thành các đại dương để đặt tên. Nhưng ít ai biết rằng giữa các đại dương cũng có những ranh giới rất sống động. Thật vậy, đến với khu vực là nơi giao nhau giữa Thái Bình Dương và Đại Tây Dương, du khách chắc hẳn sẽ ngạc nhiên khi chứng kiến cảnh giữa chúng có sự phân ranh giới rõ rệt. Dường như có một bức tường vô hình tồn tại, ngăn nước của hai đại dương hòa lẫn với nhau, tạo thành hai thế giới riêng biệt. Vùng nước giao nhau giữa hai đại dương không chịu hòa lẫn. Điều gì khiến cho nước giữa chúng không thể hòa làm một? Thực ra đó là do cấu tạo nước của hai đại dương này khác nhau. Nhìn từ trên cao, du khách có thể thấy chúng không giống nhau chút nào. Nước của Thái Bình Dương có độ mặn, thành phần, mật độ và cấu trúc hóa học khác so với đại dương còn lại, nơi giao nhau giữa Thái Bình Dương và Đại Tây Dương. Ranh giới giữa hai vùng nước có sự riêng biệt tới mức thậm chí cả đặc tính sinh học và vật lý cũng khác nhau. Chúng gọi là vùng đệm của đại dương. Các chuyên gia gọi đó là Hà Lộc Lai, hiện tượng làm ranh giới giữa các vùng nước có độ mặn khác nhau. Hiện tượng này xuất hiện khi độ mặn giữa các biển hai đại dương chênh nhau ít nhất 5 lần. Khoảnh khắc ấn tượng giữa hai đại dương nhìn từ trên cao. Trước đó, nhà thám hiểm người Pháp Jacques Cousteau 1910-1997 từng lặn xuống eo biển Gibraltar, eo biển hẹp nối liền Địa Trung Hải với Đại Tây Dương, và phát hiện thấy các lớp nước có độ mặn khác nhau giống như được phân chia bởi một lớp màng trong suốt. Hơn thế nữa, mỗi lớp nước lại có một hệ động thực vật riêng. Trên thực tế, ngoài hai đại dương này, một số vùng nước khác trên thế giới cũng xuất hiện cảnh tượng tương tự. Có thể kể tới nơi giao nhau giữa hai biển Skagerrak và Kattegat với màu nước khác nhau và hoàn toàn tách biệt. Nơi giao nhau giữa hai biển Skagerrak và Kattegat. Nếu như nước biển ở Skagerrak mặn hơn do gần với Đại Tây Dương, thì nước biển của Kattegat bị pha loãng bởi biển Baltic, nơi có độ mặn thấp hơn. Hai biển Skagerrak và Kattegat hội tụ ở Grenland dài tới 60 km, tạo nên cảnh tượng tự nhiên kỳ diệu với những đợt giao thoa sóng và di chuyển trầm tích. Nhờ hiện tượng độc đáo này, suốt trăm năm qua, hàng triệu du khách đã tới Skagen để chứng kiến kỳ quan tự nhiên hấp dẫn này. Nơi nước của hai dòng sông không hòa lẫn, tạo nên cảnh tượng kỳ diệu. Bên cạnh biển và đại dương, hiện tượng không hợp lưu giữa hai dòng sông cũng xuất hiện. Đó là cảnh tượng giữa sông Negro và Amazon không hòa lẫn, tạo nên hai mảng màu đen, nâu vàng riêng biệt. Vấn đề mình chia sẻ trong video này đến đây là hết rồi. Nếu thấy video này hay và ý nghĩa, xin các bạn vui lòng nhấn thích, chia sẻ, đăng ký kênh và nếu có ý kiến thắc mắc, mời các bạn để lại bình luận bên dưới video này. Thân ái chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.